anh ơi. Mẹ không biết mà mẹ đứt thương cục luôn, mà mẹ có biết làm thế nào đâu anh em ơi. Mẹ mang thằng gian mà mẹ chẳng đứng chẳng lối, mà mẹ không làm gì được con của anh ơi. Đã hai ngày trôi qua, không khí tang thương vẫn bao trùm ngôi nhà của em Phan Như Nam. Những người thân của em Nam đến giờ vẫn chưa thể tin con cháu mình đã qua đời. Được tin cháu như thế là thì tôi chạy lên thì là cháu là bị điện giật, là bị cái dây của gọi là kéo giả chiến để bơm nước, là kéo cái cột cuối cùng là kéo làm cái dây néo để cắm để chống cái đổ cột đấy, là bị nhiễm cái đường điện xuống đấy. Tôi không biết là cái đường điện này là của ai, chúng tôi cũng không là được biết. Nhưng ngược lại là cái việc này là cháu tôi là bị chết oan. Em Nam là con trai duy nhất của gia đình anh Phan Thanh Ba và chị Doãn Thị Lanh. Chị Lanh lập gia đình và sinh em Nam khi đã ngoài 40 tuổi. Những tưởng cuộc đời sẽ hạnh phúc, nhưng tai họa đã ập đến bất ngờ. Cực kỳ là bức xúc bởi vì lý do là cũng quên là một cái điện như thế mà tại sao người ta lại không quản lý như thế mà là người ta để nguyên như thế. Đấy, tôi bức xúc một ý thôi. Vì trước đây là người ta hợp tác, người ta bơm nước xong người ngắt bỏ. Nhưng từ ngày về bên thủy nông rồi thôi là máy bơm thì chả có cái gì đấy cả, mà điện mà cứ đóng bình thường. Nên cái nó trường hợp là nó rò điện đấy là cái dây là nó theo cái đường ấy xuống. Cháu tôi là mang nước cho coi là mê đi gặt thì cái giống cái quán ấy, nó cứ đi ở mương ấy, thằng trên thằng dưới thì nó va vào cái thì nó ngả đầm sọp xuống, da vẫn mắc hiện tại ở cái dây sắt. Tôi còn tỉ mỉ, tôi còn quay lại, tôi bảo tôi cháu tôi mà quay lại cho rõ ràng da của cháu cổ này nó bị thế này, là con mắc ở cái dây sắt đấy. Hai hôm nay dân làng, hàng xóm, người thân của gia đình em Nam vẫn ra hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Họ bày tỏ lòng tiếc nuối vô hạn đối với em Nam đã ra đi khi em còn quá nhỏ. Do người dân quá bức xúc mà thương lắm cho cháu, mà cháu rất ít tuổi, mất đi. Mà tôi là người hàng xóm là rất tiếc cháu vô cùng. Thì đề nghị là các cơ quan ban ngành vào rồi là lên tiếng kêu gọi cho cháu, rồi đi cùng quý cho nó được, cháu được siêu thoát. Có, chúng tôi ở đây là dần là rất là đau lòng với cháu bé. Ở cái chỗ là chúng tôi là không muốn sự việc nó xảy ra, là tại vì chúng tôi dần đi làm. Vì vậy là trần lắm tay buôn, dơ suốt ngay ở đồng ruộng, cũng ở cái chỗ là đề nghị các cơ quan ban thể để sự việc nói để làm thế nào để cho gia đình như là hết cái oan cho em bé, cho gọi em bé thế nói là chết oan uổng. Một mình nơi góc bếp, cha của em Nam đang đợi con về. Anh vẫn chưa thể tin con mình đã mất. Còn người mẹ sinh con ở tuổi hiếm muộn này cũng chỉ biết khóc với nỗi đau quá lớn khi con mình đã đi xa mãi mãi.